Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một cây táo nha mọi người. Cái này táo thóc, táo bé bé mình ạ. Đó. Có nhìn thấy chưa? Cây táo. Đây là một cây táo nha mọi người. Cái này rất là to đấy nhưng mà chặt đi rồi mọi người ạ. Cây có gai mọi người. Cây này rất là to nhưng bị chặt đi rồi. Không là nó cũng to bằng này rồi đấy mọi người. Đấy mọi người nhìn thấy ở đây là cây mới mọc lên và cây của nó trước bị chặt đi. Đây là nó mọc chùi thôi. Mà nó đã to như này rồi mọi người. Nếu mà để nó gần thì nó chắc là nó rất là to luôn đấy mọi người ạ. Rất to lắm người. Ờ. Cái gì? Tí nữa coi. Đây là một cây táo. Ngọn nó rất là non lắm người. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái khác quay cho mọi người xem nha mọi người. Ở đây có một cây cái này là cây gì nhỉ? Cây mơ hay sao mọi người? Mơ. Mơ hay mận cũng không rõ nữa nhưng mà rất là đẹp. Cái cong này. Nhìn thấy gốc chưa? À, bây giờ mình sẽ đi quanh chỗ này. Bấy cái gì? Hả? Bấy cái gì ấy? Đây là một cái khế nha mọi người. Cái này mang về bị ghẻ, mang về tắm mọi người. Bị ghẻ ra cho nên phải tắm khỏi luôn. Nó sẽ bị đen đen móng chân móng tay mọi người. Đó. Ok, vừa rồi mình vừa mới review cho mọi người mấy cái cây quanh quanh đây nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xin tạm dừng video tại đấy nha. Ok, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha.